đây là bột ngãi đen hàng đã được cắt lát phơi khô và nghiền mịn cả nhà nhé bột ngãi đen nguyên chất hay còn gọi là gừng đen à, chuyên hỗ trợ các bệnh về tiêu hóa về dạ dày những người mà bị đau bao tử dạ dày tiêu hóa kém này mình sử dụng rất là tốt luôn ngoài ra thì nó còn hỗ trợ về đau nhức xương khớp tê bì tay chân và chống được một số bệnh như về tim mạch này mỡ máu huyết áp cao và ngăn ngừa được các bệnh như là tai biến ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư, sử dụng giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và phòng chống được rất là nhiều bệnh cả nhà nhé. Bột ngải đen thì thường hay được dùng kết hợp với ngải chống độc. Đây là hai loại ngải hay được dùng kết hợp với nhau. À, một ngày thì mình chỉ sử dụng hai lần, sáng và chiều sau khi ăn 30 phút và mỗi lần dùng thì mình chỉ sử dụng khoảng 2 thìa nhỏ từ 5 đến 7 gram mình pha với nước ấm và mật ong để mình uống trực tiếp nha. Nếu như cả nhà sử dụng hai loại ngải thì mình chỉ sử dụng một thìa bột ngải đen và một thìa ngải chống độc để mình kết hợp mình dùng chung nha cả nhà nhé. Khi mọi người sử dụng chung thì cái kết quả sử dụng rất là cao. À, mọi người có thể mua và để mình theo dõi cái kết quả sử dụng của mình nha. Hiện tại thì bên shop mình có bán bột ngải đen và ngải chống độc dạng khô và dạng bột. Cả nhà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.